Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng cháu hội đủ nhân duyên được hội ngộ cùng với chú Tư Nguyễn Lãnh. Sau những cơn bệnh, bây giờ chú đã trở lại cuộc sống bình thường mọi người, cùng với chị Nhung. Tình hình bây giờ cũng dịch bệnh quá nhiều, cũng như là ở ngoài Bắc tràn vào, rồi thành phố Bình Dương thì cũng có trên đài, trên mạng cũng có công bố nhiều về những chứng dịch bệnh rồi sốt quá nguy hiểm, cũng như chiến tranh, thì xin chú Tư cũng cho biết dùm là dịch bệnh nó rất nguy hiểm như thế nào, là có phải năm dần này nó khó khăn không chú Tư? Xin chú Tư diễn giải dùm. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Để xin nói qua cái vấn đề dịch bệnh hôm nay là nó sắp sửa tấn công mình trong cái mùa hè này nữa, để cho quý vị mình biết để mà lo tu nha. Bị cái cơn dịch bệnh này nó tấn công tới tới mình cái vụ mùa hè này, là tôi xin nói với quý vị là toàn bộ là sốt huyết không á, mà nhất là con nít. Mà tôi nào giờ là tôi đâu có bị cái vụ mà sốt huyết này đâu, mà hôm đó nay tôi bị là một tháng mấy rồi, cho nên là không dài đó. Thì cái tinh thần sức khỏe thì nó cũng hơi kém, cho nên vì vậy mà cũng nhờ ông bà độ rồi cũng lướt qua được, hôm nay cũng đã đỡ rồi. Cho nên bữa nay mới lên cà clip này để tâm sự với quý vị tiếp tục. Chứ không gài là tính chết không đó, bởi vì dính cái bệnh sốt xuất huyết này là thấy là cực kỳ nguy hiểm luôn. Cho tới mà rửa tay hay rửa mặt gì nó cũng trúng nữa, chứ không phải dễ đâu. Mà ngày nào cũng xong trơn á, mà vậy đó mà còn mệt hoài đó. Thì hôm nay thì cái nhà thương mình các tỉnh luôn, từ đồng bằng cho tới là thành phố luôn, là các tỉnh luôn, là kể như là toàn bộ là sốt xuất huyết không. Thì cái căn bệnh này rất là cực kỳ nguy hiểm, là cho tới là ra tới miền Trung, miền Bắc luôn, toàn bộ là sốt huyết không. Thì kính thưa chú Tư, theo như chú Tư thì cái đợt bệnh thứ hai này nó nhiều hơn cái đợt bệnh trước không chú Tư? Nhiều hơn à, nhiều hơn đợt trước á, bởi vì nó sắp sửa nó tấn công tới đó, là bởi vì cái đợt trước đó, cái đợt trước là cũng như là mới có cảnh báo thôi, bởi vì Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và các Đức Phật á, đầy cái lòng từ bi, nhiều khi là muốn giết mình mà giết không có đành. Mà không phải mình nói mấy ngày giết mình thì tội, chứ không phải mấy ngày giết mình, nhưng mà tại vì cái nghiệp tới cái thời kỳ rồi nó giết mình, mà cho nên là mấy ngày ngồi biết trước mà mấy ngày không có thể để im gì được, cho nên mới là cho mình biết để lo tu, để đặng mà tránh cái nghiệp này. Mà tại vì nhiều người cứng đầu không có nghe, không có sợ, rồi thành ra không có tu, cho nên là tới cái lúc mà đau đó là mới niệm Phật lăng xăng, Phật đâu cứu kịp lòng người ác gian. Thì cái câu này tôi thấy là thường xuyên là nó chiếm là có thể là 70-80% luôn. Chờ tới bị nạn mới niệm Phật không à. Còn lúc bình thường thì không có. Cho nên là tụi tôi đây đó, là vì cái lòng từ bi mà để lên clip này, mà để trò chuyện với quý vị, để tâm sự với quý vị hết ý về cái việc đời và việc đạo, để mình góp ý nhau để mà tìm hiểu, để lo tu hành. Cho nên vì vậy mà tụi tôi mới là bỏ cái lòng từ ra mà để làm như vậy, chứ có sung sướng lợi ích gì đâu. Mà vậy đó mà nhiều người còn ganh tị để nói xấu rồi này kia đủ thứ trơn. Nhưng mà tụi tôi ở đây bất chấp cái vụ đó. Cho nên là mình kể từ đây sắp tới đó, xin nói với quý vị là mình sẽ càng ngày đi vào cái cảnh khổ rất là trầm trọng, chứ không thể nào mà nói mà yên ổn được đâu. Cho nên quý vị đó không có biết, không có cái nhân duyên, rồi quý vị dòm ra cái xã hội á, quý vị dòm ra xã hội, quý vị thấy nào là đường lỗ chán nhựa, nào là nhà lầu xe hơi nó mọc lên như nấm, thành ra quý vị thấy quý vị phái chứ gì. Phái rồi quý vị mới nghĩ rằng như gì đây là như gì đây, mà nếu mình không tranh đấu rồi mình nghèo sao. Thành ra quý vị thiếu hiểu, quý vị nghĩ gì, cho nên quý vị mới nhảy ra tranh đấu.
tranh đấu để mình có nhà lầu xe hơi với người ta, chứ ngồi đây tu nghèo sao. Nhưng mà quý vị nghĩ cái điều đó quý vị lầm rồi, không phải là muốn mà được. Mà cái câu này đó là ông Thánh ông đã cho biết là thiên lý như thử, như thử thiên lý dị nhiên, dị nhiên người muốn gì chứ trời đâu có cho gì mà tính. Cho chi bằng ta sớm lo toan, dình giới lực nghe kinh trọng Phật là chắc ăn à. Rồi đến lâm chung quả lành đâu mắt, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Mà nguy hiểm nhất là cái câu này nè nha, việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Mà lúc mà quý vị mà nghe mà chết nhiều quá, cái quý vị tu siết, rồi khi mà bình yên rồi cái bắt đầu quý vị mới lơi lơi lất lất, là gọi là việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến e cho khó tránh là cái câu đó. Cho nên Đức Thầy đã dục thúc mình nhiều câu rất là đáng sợ, mà Ngài đã cho biết là đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem châu báu ly kỳ năm non. Mà quý vị ngồi đây quý vị cứ dòm nhà lậu xe hơi hoài, của đó của giả không mà quý vị cứ dòm vô đó không, còn cái của thiệt mà quý vị không dòm. Cho nên là bữa nay là để nói cho quý vị trong ba cái điểm nha. Một là dịch bệnh, là nó sắp sửa nó tấn công mình, là rất cực kỳ nguy hiểm. Là cái đợt sau này báo tin cho quý vị biết là đợt sau này chết cái tuổi nít không à, con nít chết nhiều. Hồi năm ngoái thì người lớn chết, mà năm nay là tới nít chết nhiều. Cho nên quý vị nào mà có duyên đó thì cứ việc là lo tu đi. Mà Đức Thầy đã cho biết là ai có duyên sớm lại cửa thiền đó, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc lo tu đi, rồi trong nay mai à, chứ không có lâu đâu, quý vị sẽ được hưởng rồi. Bởi vì trong cái thời kỳ này là Đức Phật đã xả tội cho mình, tu dễ ăn lắm, tu một cho tới 10 lắm rồi, thành ra dễ ăn lắm. Chứ nói gì mà thời kỳ mà Đức Thích Ca hồi xưa đó mà tu mà thành Phật đó không phải chuyện dễ đâu, phải trải ra hàng trăm hàng ngàn kiếp chứ không phải nói chuyện dễ đâu. Còn mình bây giờ tu có mấy năm là thấy là được hưởng rồi. Mà quý vị để tôi nói rồi quý vị coi có phải không, quý vị tu nội trong 10 bữa thôi quý vị được hưởng rồi, chứ khỏi cần lâu. Rồi tại sao được hưởng? Bây giờ quý vị thử quý vị làm y theo tôi đi. Thí dụ như hồi hôm qua quý vị chưa tu, quý vị còn ăn nhậu, còn trộm cắp, còn cờ bạc, còn là gây nghiệp tứ sự trên. Bây giờ bữa nay quý vị phát tâm quý vị ăn chay đi, ăn chay đi rồi nội trong 10 ngày thôi là quý vị được hưởng liền. Bởi vì anh em đồng đạo người ta thấy là quý vị tu rồi là bắt đầu người ta để ý rồi, ta để ý rồi quý vị tu ngon rồi là bắt đầu người ta viện trợ cơm gạo tiền bạc lại cho quý vị ngồi ăn ở không niệm Phật, thấy được hưởng liền không? Quý vị mà còn không chịu tu nữa hỏi với tối ngày nó nhậu hoài á, nhậu hoài rồi nhậu chừng nào là càng nhậu chừng nào cái bộ óc mình nó càng điên cuồng chừng nấy, không thể nào thông minh sáng suốt được. Cho nên quý vị tu đi, tu đi rồi quý vị ngồi quý vị lọc cái tánh xấu mình ra, thay đổi những cái tánh tốt vô, rồi từ từ cái trí óc mình nó thông minh sáng suốt trở lại. Rồi quý vị ghiền luôn, ghiền luôn chứ không có nói gì trơn. Mà Đức Thầy đã cho biết là đạo hiểu rồi ngon tợ gỏi nem, mùi đạo diệu mà gỏi nem khó sánh. Khi quý vị vô tới cái lõi rồi là quý vị ghiền, là có thể nói là không có sức nào tưởng tượng được. Mà quý vị dòm ra ngoài cái thị trường ngoài xã hội bây giờ đó, cho quý vị cục vàng bằng thúng dạ quý vị chưa ham nữa. Thà quý vị tu chút xíu nữa rồi quý vị qua cái cõi đời thượng nguyên rồi mặc sức mà hưởng. Một là cõi đời thượng nguyên, hai là quý vị có đủ khả năng được giảng sanh về cõi cực lạc, thì là quý vị mặc sức đó mà hưởng. Chứ dùng cõi ta bà này có gì đâu mà ngồi đây mà mê. Bộ quý vị nói quý vị được cái nhà lầu xe hơi vậy quý vị nói ngon rồi đó ha, ngon hơn thiên hạ rồi đó ha. Vậy chút nữa chết sao không đem theo bỏ lại chi vậy? Dạ thì kính thưa chú Tư, cảm ơn chú Tư vừa qua đã chia sẻ những điều về cái tin tức nóng bỏng của bên dịch bệnh. Thì xin mạn phép hỏi chú Tư thêm
Thì theo như chú Tư á, thì từ đó tới giờ thì những cái con virus này á, nó biến chủng ra rất nhiều loại, nhưng mà lúc này thì bà con nói là nó ăn vào cái lá gan, và nó ăn, nó giết hại con nít rất nhanh, và nó lây lan trong vòng 3 ngày là qua đời. Vậy thì theo chú Tư thì cái câu giảng mà giống vi trùng thường đục khỏi tim, đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biến thức qua đà lai thế, thì có liên quan gì đến cái lúc dịch bệnh không chú Tư? Có liên quan chứ, bởi vì cái điều này Đức Thầy đã cho biết là mấy chục năm nay rồi. Đặng mình lo tu, đặng mà tránh. Mà mình không tu thì tới nước tới chôn mới nhảy, làm sao nhảy kịp. Mà Đức Thầy đã cho biết là từ lâu rồi, mấy chục năm nay rồi. Đời cùng phải tu gấp kịp thì. Mà quý vị ngồi đó, quý vị nhậu hoài, hay là hoặc quý vị lo tối ngày làm đầu tắt mặt tối, nhiều khi cúng ngày hai thời mà quên cúng, hoặc là biến nữa. Mặn mệt quá, chiều quải đốt nhang xá xá cắm rồi chứ. Chứ không có cúng nữa. Cái đó là tôi thấy thường xuyên luôn. Đó, cho nên là cái thời kỳ này là cái thời kỳ sàng lọc. Sàng lọc mà để lựa những cái hột gạo cội mà. Những người nào không tu là xin báo quý vị là chết trơn à. Rồi cho tới mà cái giai đoạn đó mà binh năm nẻ chóc từ nhà đó, cái đó mới giữ nữa đó. Lúc đó là kể như là rạn tới đáy luôn rồi đó. Rồi bắt đầu nó bằng đêm mà quý vị nghe mà nó đi ngoài đường coi như bộ đội mà đi vậy đó. Đi nghe rụp rụp mà nói chuyện xào xào ngoài đường mà quý vị giờ mà không thấy ai thì bị gì, binh nó đi mình đâu có thấy. Rồi bắt đầu nó ghé vô từ nhà trên. Nhà ông này họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê vậy đó. Con cháu của ông không tu, trốn ở đâu ông dẫn ra đây, nạp mạng đây. Rồi là bắt đầu ra, rồi là nó bóp họng chút xíu, rồi là nhào ngang, rồi sáng một xíu chục. Cho nên cái câu mà Đức Thầy đã nói là việc tu thân thiện tính hững hờ đó. Tại vì quý vị quá hững hờ đi, cho nên coi thường. Coi thường rồi, cho nên là khi tới chuyện rồi là quý vị mới có bập bẹ niệm Phật thôi, thì công đức đâu có nhiều đâu mà để mà cứu quý vị nổi. Mà Đức Thầy đã cho biết là khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Mình tu lâu chừng nào, tu nhiều chừng nào thì cái công đức mình nó nhiều chừng nấy, mình giàu chừng nấy rồi thì bắt đầu mình đụng vô chuyện tốn 1-20 triệu hay 1-200 triệu gì đâu có ăn thua gì đó. Bởi vì công đức mình lúc đó là nói là hàng chục tỷ rồi mà nói đụng vô 1-200 triệu ăn thua gì. Nó nói gì xử lý nó vậy. Rồi lúc bình thường mình là không có công đức gì trơn trọi rồi hỏi chứ, rồi đụng vô 2 triệu bạc kiếm không có nữa. Rồi làm sao mà chuộc được cái nghiệp. Cho nên là bữa nay là để nói cho quý vị biết về trong cái hai cái nguyên nhân rất là cực kỳ nguy hiểm. Một là dịch bệnh nó sẽ tấn công mình. Hai là thằng Nga nó sắp sửa là nó thua rồi đó quý vị. Mà nếu mà nó thua đó là không bao giờ nó đầu hàng. Bởi vì nếu mà nó đầu hàng rồi là cái nước nó sẽ nghèo kéo dài tới hàng trăm năm sau này. Nội mà bồi thường cái cuộc chiến tranh này là làm sao nó sống nổi. Mà hơn nữa nó là đàn anh nữa, đâu phải tay thường đâu, thà tự dẫn chết chứ đâu có để mà sống nhục. Cho nên bắt buộc nó phải bắn những cái loại độc địa ra để nó hủy diệt loài người luôn. Cũng như kiểu nan không được, quậy cho hôi luôn. Là nó chết rồi tất cả đều chết hết. Chứ nó không có để nó chết mà để người khác được hưởng đâu. Bởi vì cái tâm của nó độc địa mà. Thành ra mà khi mà túng cùng rồi là nó thấy nó ăn không được rồi là nó buông cái đó ra rồi là tất cả đều hủy diệt hết. Đó, cho nên là báo tin cho quý vị biết là để ráng tu nha. Ráng thì, tu. Con cũng nghe những chú bác khác cũng nói là cái đầu đạn nguyên tử đó lúc này nó không phải như lúc xưa. Lúc mà thằng Mỹ nó dội 2 quả bom nguyên tử xuống bên Nhật đó chú Tư. Nó không giống đầu đạn nguyên tử đó mà nó mạnh hơn gấp nhiều lần đúng không chú Tư? Cái đầu đạn của thằng Mỹ mỗi lần nó bắn qua Nhật là nó như vậy là nó có 3.000 à. Nó có 3.000 tốc độ thôi. Mà bây giờ là tính ra như vậy là nó 300.000. 300.000 mà lẻ mấy cái tốc độ đó. Là tính coi là dữ tợn hơn cái quả bom mà Nhật nó bắn, Mỹ nó bắn qua Nhật 1945 đó. Nó càng cao hơn là cấp mấy ngàn lần vậy đó. Mà bây giờ như vậy là nó là có gần 2.000 cái đầu đạn đó Nga. Thì 2.000 cái đầu đạn đó mà nó buông ra một cái rồi thế giới này sống nổi nó không? Quả đất này sụp luôn.
Cho nên Đức Thầy đã cho biết là ngọn thủy triều nô nút sục sôi. Khi mà nó buông cái đó ra rồi là biển Thái Bình Dương nó sôi như nước cơm vo. Người nhắm sống nổi không? Còn ở dưới đất này là lửa nó cháy xuống là năm tắc ở dưới. Cái khói nó bay tới đâu là nó cháy tới đó, cũng như là cái khói đó nó làm như là nó có cái chất xăng ở giống hay gì. Nó bay tới đâu nó cháy tới đó, trời người nhắm mình sống nổi không? Khói đó là cũng giống như cái khí độc mà chú Tư thường nói đề cập lúc trước đúng không chú Tư? Thì cái khí độc đó đó, nhưng mà tại vì nó chưa có tới rồi thành ra quý vị nói tôi nói xàm này kia. Tại vì nó chưa có tới. Bởi vì ông Phật không nói là tôi xin nhắc lại chứ không phải là tôi nói, không phải là tôi biết. Cho nên quý vị nói tôi nói xàm. Đây là nó tới rồi tôi cho quý vị trốn không kịp cái chuyện đó nó xàm nha. Dạ thì cũng có những cô chú bác giảng viên khác cũng có đề cập những khí độc. Nói là khi mà bỏ con điện tử của thằng Nga mà nó dội xuống là nó sẽ ra cái những khí độc đó. Những khí độc đó thì nếu mà ai mà tránh không kịp là sẽ bị hít vào rồi sẽ bị giống như là những con mình mẩy vào đều bị thúi rửa chân vậy đó chú Tư. Mà đúng không chú Tư? Thì cái khí độc đó là như vậy là nó có nhiều cái cách mà để nó giết mình lắm. Mình hít vô nó cũng chết nè. Rồi nó dính vô mình là nó làm như nó phỏng lửa rồi nó lầy nổi trong 2-3 ngày là nó vô tới xương luôn. Là kể như nó không có thuốc nào mà sức vô hết cả. Nó chết rất mau luôn. Mà cái khói của nó bay không phải như cái khói mình đốt đồng nha. Không phải mà nó bay mà nguyên về vậy đâu nha. Nó có thể là nó bay là từ cụm thật, đặt thí dụ như một cụm của nó như vậy là cũng như mấy cái dằn mây mà mình thấy trên trời vậy đó. Mình thấy nó vậy đó, mà khi bắt đầu mà nó va chạm vô một cái vật gì đó là bắt đầu nó tủa ra như pháo bông vậy đó. Còn mà nó không đụng rồi là nó chưa có tủa ra. Nó chứ không phải mà nó bay như khói mình đốt đồng đâu quý vị, cho quý vị biết vậy đó. Dạ, khi nó bay từ cụm hết chú ơi. Nó bay từ cụm rồi bắt đầu nó xà xuống mà nó đụng những cái cây hay bụi tre hay là cây xà vậy đó, bắt đầu nó tủa ra. Nó tủa cái chất khói đó ra cũng như là pháo bông vậy đó. Còn mà nó không đụng vô rồi là nó bay dĩ hoài đó, nó bay là cả như khắp thế giới luôn à. Cho nên là từ cái chỗ đó mà nó mới hủy diệt hết tất cả cái cõi ta bà này. Chứ nếu nó bắn có bệnh kia không làm sao nó hủy diệt hết cõi ta bà được. Cho nên nó rất độc địa chưa. Tại vì nó chưa có tới rồi thành ra quý vị chưa có sợ. Cho nên là xin nói cho quý vị biết để mà mình ráng lo tu. Lo tu đi rồi lo niệm Phật, lo ăn chay, lo ăn hiền ở lành đi. Rồi trong một thời gian gần đây chứ không có xa đâu, thì mình sẽ được hưởng trong cái cõi đời thượng nguyên làm dân Phật quốc hưởng 700.000 năm. Thì rất là hạnh phúc và bình an. Còn quý vị nào có đủ khả năng, đủ công đức thì quý vị đó sẽ được giảng sanh về cõi cực lạc. Mà Đức Thầy đã cho biết là về cực lạc mới là hết khổ. Thì nếu quý vị nào có đủ lực lượng công đức thì quý vị sẽ đi cái rác luôn. Còn quý vị nào không đủ thì mình làm dân Phật quốc. Rồi sau này Đức Phật Di Lặc mới xuống thuyết pháp như vậy là mỗi một tháng là 2 lần. Mà nếu quý vị nào hiểu được cái lý giải thoát thì quý vị đó sẽ được đắc đạo tại thế luôn. Tại chỗ hội trường luôn. Cũng như hồi xưa mà Đức Thích Ca thuyết pháp tại hội trường đó, ở Linh Sơn Thú đó. Thì quý vị nào mà hiểu được là quý vị đó sẽ đắc liền tại hội trường. Chẳng hạn như là A-la-hán, A-la-hàm này kia. Thì ở trong đó nó có nhiều hạng như vậy đó. Thì để tôi phân ra cho quý vị thấy. Còn quý vị nào mà nếu mà được sống về cõi đời thượng nguyên thì về đó sung sướng quá rồi, quý vị lo quý vị ăn chơi. Thì nó trải qua trong thời gian 700.000 năm mà quý vị để mà cho nó rớt xuống là thượng nguyên trung là quý vị mệt rồi đó nha. Khi mà nó rớt xuống đó rồi là cũng như là quý vị mà xuống cấp rồi thì kể như là quý vị tu không có được đâu. Con người mình xuống cấp rồi là nó càng ngày càng ngu. Ngu mà Đức Phật gọi là mê đó. Cho nên là nó dễ nhất là có cái kiếp này nè, cái kiếp hiện tại bây giờ nè. Hiện tại bây giờ bởi vì nhiều khi mà tôi nói mà nhiều khi quý vị đồng đạo giật mình hoài à. Mình bây giờ mình chỉ tu là nội trong là
mình nói nó hơi lâu rồi chứ trong vòng tiếng hồ là quý vị sẽ đắt rồi, đắt tại thế gian này luôn chứ đâu không phải không đắt đâu, vị chưa hiểu. Bởi vì nhiều vị các tỉnh điện về tôi mới hỏi đó là tôi chỉ cách cho tu đắc đạo là trong vòng tiếng hồ chứ không có lâu, rồi tôi sẽ giải ra từ câu cho quý vị thấy luôn. Đó là lời của Đức Thầy dạy nha, tại vì quý vị nghiệp quý vị nặng quá, quý vị không có hiểu rồi thành ra là quý vị không có đắc, chứ quý vị hiểu là đắc tại chỗ rồi. Để tôi xin nhắc lại cái khúc này để cho quý vị nhớ, và quý vị nào mà hiểu được đó là quý vị sẽ đạt liền. Là vì trong cái bộ phận lục căn của mình đó, nó làm cho mình điên đảo tối ngày từ đời này qua đời kia là do nơi lục căn. Mà hôm nay Đức Thầy đã phanh dùng và đã chỉ rõ cho mình thấy, nếu mà vị nào hiểu được là quý vị đó trong vòng, mình nói tiếng hồ nó hơi lâu chứ cho tiếng hồ đó, để tôi nhắc lại cái khúc này cho quý vị coi có phải không nha. Nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi thì ưa mùi êm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, mà trốn xả hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến, thân tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình, ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý. Bắt đầu mới kết luận nè, sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi, nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đày. Thì quý vị dứt trong sáu cái lục căn đó là quý vị sẽ đắc tại chỗ liền, chứ có gì đâu khó, chưa được tiếng hồ nữa. Yêu cầu cái bộ phận lục căn của mình mà mình diệt được sáu cái thằng trưởng đó, sáu cái thằng trưởng đó là: một là con mắt nè, hai lỗ tai, ba lỗ mũi, bốn là cái lưỡi, năm là cái thân, sáu là cái ý. Mình diệt được sáu thằng đó rồi là kể như mình sẽ thắng toàn bộ hết tất cả trong cơ thể của mình, là mình sẽ sống tự tại, mình sẽ làm chủ tự tại mình, rồi mình sẽ sống an lạc, không có bị nô lệ nó nữa. Còn quý vị nào mà không hiểu được cái chỗ này là hoàn toàn là quý vị sống nô lệ nó không, tối ngày nó sai quý vị, nó sai quý vị. Cái vụ này chưa dứt thì bắt đầu nó sai tới chuyện khác nữa rồi, quý vị đâu có hay, đâu biết gì đâu. Nó để tôi chỉ, tôi nói tới đâu tôi dập cho hết trơn cho quý vị thấy. À, bây giờ nó sai quý vị là nó sai cái gì? Bởi vì ở đằng kia cái ông đó ông mặn ngày nghe nói cả triệu bạc lắm, nghe nói phái bắt đầu mới lại đặng xin vô làm, thì làm ngày triệu bạc thì mình làm chừng 2 năm là mình mua được chiếc xe du lịch rồi. Nó bắt đầu nó gạt mình hay lắm, mua được chứ không phải không được, nhưng mà bị nó gạt không à. Đó, bắt đầu mua được chiếc xe rồi cái bắt đầu là thôi ráng làm 1-2 năm nữa đặng cắt cái nhà cho bự rồi lên, rồi chút nữa tử thần nó lại nó hốt quý vị rồi cái quý vị đi tay không, không có đem theo được bạc nào hết. Thì như vậy là mình sống với cái sự nô lệ, bị nó gạt mình không. Cho nên hôm nay mình đã diệt được nó rồi thì tất nhiên mình sẽ làm chủ được rồi, thì dù cho nó có tính đi nữa, mình nói ôi cái đó đồ giả không à mày ơi, tao thấy hết rồi mới quay gạt tao không có được đâu, đồ giả không mới chịu hư trơn. Đó, cho nên mình thấy rồi mình sẽ trả lời với nó như vậy thì nó không có gạt mình được, mình sẽ sống tự tại. Mà Đức Thầy đã cho biết là miễn cho được ngày hai cơm tẻ, buổi bằng hàng đặng có tu thân, nhờ ơn trời ban bố đức ăn, xem chung cuộc phong thần tại thế. Yêu cầu mình sống qua ngày đi, rồi sau này yêu cầu mình sẽ được trong bản phong thần, rồi mình sẽ xem là những cái đại hội sau này, rồi mình sống được cõi đời thượng nguyên, hoặc là mình đầy đủ cái công lực của mình sẽ giảng sanh luôn. Thì cái điều đó nó rất dễ dàng chứ không có gì khó chứ. Nhưng mà tại vì mình hình như là mình còn mê vậy đó, còn lệnh lền cái gì đó, thành ra là nửa buông mà nửa uổng. Cho nên mấy cái phần này thì tụi tôi đã thấy trơn rồi, bởi vì tụi tôi từ trong đó đi ra mà, tụi tôi thấy trơn rồi.
buông thì nó ổn. Mà tu thì không chịu nghèo. Nghèo thành ra là thua người ta sao? Thành ra buông thì nó nghèo rồi đó. Mà Đức Thầy đó cho biết là thì miễn cho được ngày 2 cơm tẻ đó, buổi bằng hàng là nghèo rồi đó. Mà đừng có sợ nghèo, yêu cầu cơm ngày 2 bữa được rồi. Rồi chút xíu nữa là bắt đầu là cũng như là cái rạp hát mà mở cửa mà yêu cầu mình vô được là được rồi. Không có cần tiền bạc gì hết, yêu cầu mình vô cửa để coi hát được. Thì vậy thôi. Thì để kính thưa chú Tư, cảm ơn chú Tư vừa qua đã chia sẻ những phần hữu ích cho bà con đang tu hành. Thì mạng phép hỏi chú Tư một câu hỏi cuối cùng để kết đề, cũng thời gian cũng dài. Thì có nhiều người nói là trước khi mà vào tu đó là người ta rất sợ chết, nhưng mà người ta vô tu rồi là người ta không sợ chết, thì chị nói có đúng không chú Tư? Đúng, bởi vì cái phần đó nó có hai phần. Bởi vì cái phần thứ nhất á là vì người ta chưa có hiểu được hoàn toàn về cái sự giả tạm của cõi đời này, cho nên người ta sợ chết dữ lắm. Mà cái điều này tôi thấy là rất nhiều là anh em đồng đạo tu luôn, mà hô nói đau với hô mà nói chết là sợ dữ lắm. Là tại vì chưa có nắm được cái phần giả, cho nên là sợ chết dữ lắm. Cho nên vừa qua tôi đó, tôi vừa rồi mà tôi đi gạch giá là tôi nói với mấy đứa em ở dưới đó, nếu mà anh có hết đó là anh về, còn không hết đó thì mấy em đem ra lò thiêu gạch giá thiêu rồi đem ra biển đổ dữ luôn, là của cát bụi trở về cho cát bụi là què, chứ không có mồ mã gì cho bự chi cho tốn 10 mấy 20 triệu nữa đó. Thành ra có nói với mấy đứa em ở dưới là làm y theo lời anh dạy. Nhưng mà đối với riêng tôi thì cái đau với cái bệnh nó đến với tôi là nó đến với tôi, không có run sợ cái gì trơn á. Bởi vì cái đau á là cái nghiệp nó đến nó đòi mình thì mình phải vui vẻ trả cho người ta. Còn cái xác thân này là mình mượn người ta, mượn tứ đại, tới ngày tử thần nó lại nó đòi mình phải trả cho người ta. Mình mượn quá 5-70 năm 100 năm thôi, người ta lại ta đòi phải trả chứ, người ta đòi mình không chịu trả là sao? Nó cho nên khi mà mình nắm được cái lý này cho ngon rồi là quý vị không còn sợ đau mà không còn sợ chết nữa. Quý vị cứ việc đi sâu vào cái lý đó đi, nó đau kệ nó, rồi nó chết kệ nó. Bởi vì hoàn toàn là cái đau là cái nghiệp nó đòi, còn cái chết là mình mượn người ta, mình mượn người ta 5-70 năm 100 năm thôi, là tới ngày giờ người ta đòi mình phải trả người ta chứ. Người ta đòi mình không trả, mình kiếm bác sĩ cho hay, kiếm ông thầy cho giỏi, đặng chị đặng dành cái sự sống lại nữa. Mà cái điều đó là Đức Thầy đã cho biết nữa rồi, là nhiều phương thuốc ngừa sau ngăn trước mà cũng không thoát lực từng hoàng. Dù ẩn nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng trốn lánh tử thần cho khỏi. Khi mà tử thần nó tới rồi là cho ông bác sĩ Mỹ cũng chết nữa chứ đừng nói mà tới cái. Bởi vì nhiều người không gài mà nói tôi cái câu nói này, thành ra nói tôi làm thầy trị bệnh mà tôi còn đau nữa hỏi chứ trị ai. Mà nếu nói như vậy thì đâu có ông bác sĩ nào chết. Bác sĩ tạng là bác sĩ giỏi không, tại sao mấy ông cũng chết vậy? Thành ra tôi không có buồn, là vì quý vị đó nói câu nói đó là quý vị đó không có hiểu, cho nên tôi cũng từ bi chứ tôi không có buồn nữa, là tại vì người ta không có hiểu. Cho nên là nhiều vị bác sĩ cũng là hay cực kỳ mà tại sao cũng vẫn chết. Rồi mấy anh nói tôi là trị bệnh cho người ta mà tôi đau rồi hỏi chứ trị ai. Tôi nói hồi xưa Đức Thầy trị bệnh cho bá tánh, Đức Thầy cũng đau vậy. Cho nên mình nghĩ rằng tại vì người ta không hiểu cho nên người ta mới nói câu nói đó. Mình cũng đừng buồn, mình biết cái nhiệm vụ mình làm được hay không vậy thôi. Cho nên là tới đây để xin kết luận cái đề tài này cho quý vị ráng nhớ để lo tu nha. Rồi hẹn quý vị lại cái clip sau nữa. Rồi xin chào quý vị nha. Nam mô A Di Đà Phật. Chị Nhung có nói con gì không? Có thêm bổ sung thêm mà một phút hỏi nha. Nói vậy.
bấm luôn rồi. Bây giờ ông Sơn cứ nói mình. Nói đi chị, rồi chị ngồi bình thường, chị ngồi bình thường, chị nói nó hút chưa? Ờ, chị nói bình thường. Có con có mở máy chưa? Có mở máy chưa? Mở máy rồi cho chị nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Lớn lớn nè. Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sư Thần. Xây dựng năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Nay là con là cũng đủ duyên lành về gặp là được chú Tư Lãnh và Quốc Đạo. Thì gốc của con là ở Bình Phước. Thì cũng được cái duyên lành về đây, cũng là tìm hiểu được cái giáo lý của Đức Thầy. Thì nói chung ra thì ở trên Bình Phước thì không biết cái gì, cái có giáo lý Đức Thầy thì chưa từng biết. Nhưng mà được là cái duyên là gặp chú Tư, gặp Quốc Tạo, nên từ đó là cũng tìm hiểu được. Thì thấy là hào các là huynh đệ là cũng không như là con một trai hả chị? Anh thấy là quý mến, nó cũng tìm hiểu về đây. Thì nói chung ra thì mình cũng không biết cái gì nói nhiều hơn. Thì theo như cái mình hiểu á, thì mình hiểu tới đâu thì mình nói tới đó. Mình hiểu tới đâu thì nói tới đó thôi. Thì mình chỉ là cũng tìm hiểu, nói chung ra là mình cũng chịu khó gom nhặt. Mình cũng chịu khó gom nhặt cái là trong cái giáo lý của Đức Thầy, rồi đó là chỗ này chỗ kia mình gom nhặt lại cho nên là mới được như ngày hôm nay như thế này. Dạ dạ. À. Thì kính thưa chị Nhung ha, thì chị từ Bình Phước đến hả chị Nhung? Thì dạ đúng khi, rồi. Khi chị đến cái vùng thánh địa của Hòa Hảo hay là vùng An Giang thì chị thấy những người Hòa Hảo, những người đạo Hòa Hảo như thế nào, chị có thể nói lên là người đó vui vẻ hòa đồng hay tốt hay là xấu như sao chị? Ôi đó là thật tình đó là cũng nhân cái dịp là lễ 18 tháng 5 mình về là nơi là tổ đình, thì mình thấy là các anh em chú bác huynh đệ đồ mình thấy quý quá đi. Thấy thật là quý đó. Cho nên đó là hôm nay cũng có cái cơ hội đi về đây thêm lần nữa. Rồi vậy thì cũng xin chúc cho chị tìm được cái chân lý tốt cũng như là đúng đường hả chị, cũng như thầy nói là nay gặp gốc hãy mau tìm gốc để gặp Phật, mà than khóc thì lúc này là mình đã tìm đúng gốc rồi đó chị ơi. Hả chị? Cũng xin chúc cho chị thành công trong cái đời tu của mình hả chị? Dạ. Rồi vậy xin chào chị. Nam mô A Di Đà Phật.